Trưởng Công an huyện Quan Sơn, Thanh Hóa cho biết, khi liên hệ làm việc, cô giáo bị tung ảnh giường chiếu lại không hợp tác. Trên báo, trước việc cô giáo LTD giáo viên trường mầm non Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hóa, tố bị người yêu cũ tung ảnh nóng lên mạng, Công an huyện Quan Sơn, Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của cô giáo LTD. Tuy nhiên, ông Hoàng Trí Đăng, trưởng Công an huyện Quan Sơn, Thanh Hóa lại cho hay, sau khi gửi đơn, cô giáo đây lại không hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết vụ việc, dù công an huyện đã nhiều lần liên lạc với cô giáo mầm non này. Báo Đời Sống và Pháp Lý dẫn lời ông Đăng, tôi đã yêu cầu phó trưởng công an huyện phụ trách điều tra mời cô giáo LTD đến cơ quan công an huyện để được hướng dẫn giải quyết và cung cấp thông tin cần thiết. Khi có đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ mời hoặc triệu tập người đưa hình đến làm việc. Trước đó, cô giáo mầm non D cho hay bản thân cô và người đàn ông trong hình từng yêu nhau. Thời điểm hai người thân mật với nhau là lúc ông Quy đi công tác ở Quan Sơn, vợ ông này cũng đã mất. Cô D muốn lưu lại một số bức ảnh làm kỷ niệm nên đã sử dụng điện thoại chụp lại lúc thân mật rồi gửi sang điện thoại ông Quy. Tuy nhiên sau một thời gian yêu nhau, cô D thấy không phù hợp hay mâu thuẫn nên chia tay. Cô giáo D nói rằng ông Quy vẫn níu kéo thậm chí còn dọa dẫm. Khi cô giáo này vừa mới kết hôn với một người đồng nghiệp tại huyện Quan Sơn, những hình ảnh nhạy cảm của cô và người yêu trước đó tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội. Kèm theo đó là những lời cáo buộc nữ nhân viên làm gái mại dâm nhiễm HIV. Ông Phạm Quy S, kỹ sư điện về hưu thừa nhận với báo Gia đình Việt Nam, ông chính là người tung ảnh nóng của cô D. Tuy nhiên ông S không phải tên Quy như các báo đã thông tin. Ông S cho biết, bức ảnh nóng ông tung trên mạng do chính tay cô D chụp. Trước đây, cô giáo này từng dùng các ảnh nóng trên để làm nhục và tống tiền ông. Theo kỹ sư điện về hưu, trước đây hai người có thời gian sống chung như vợ chồng, có kế hoạch chung sống lâu dài, nhưng sau đó cô D đã nói dối ông và kết hôn với người đàn ông khác. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Thừa nhận đã tung ảnh nhạy cảm của cô giáo mầm non lên mạng xã hội, nhưng theo ông S, trước đó cô giáo này từng dùng ảnh nóng để đe dọa tống tiền mình. Ông Phạm Quy S, 70 tuổi, thừa nhận với báo Gia đình Việt Nam, ông chính là người tung ảnh nóng của cô LTD, giáo viên trường mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa lên mạng xã hội, đúng như cô này tố cáo với báo giới. Tuy nhiên, ông tên đầy đủ là Phạm Quy S, không phải là S, như các báo thông tin trước đó. Tôi thừa nhận đã tung bức ảnh này lên mạng và có nặng lời, ông S nói. Người đàn ông 70 tuổi cho biết, ông là kỹ sư điện về hưu, quê Ninh Bình, vợ mất từ năm 2014 và các con đều đã trưởng thành. Theo ông S, sau khi về hưu, ông lên Quan Sơn Thanh Hóa làm thêm. Đến tháng 8 năm 2016, ông và cô giáo D gặp nhau, hai người nảy sinh tình cảm. Cô cũng đã về nhà ông nhiều lần, hai người có kế hoạch sống lâu dài với nhau. Có thời điểm, tại Quan Sơn, cô giáo và kỹ sư về hưu sống cùng nhau như vợ chồng. Ông S cho biết, bức ảnh nóng ông tung lên mạng do chính tay cô giáo D chụp. Trước đây, cô giáo này từng dùng các ảnh nóng trên để làm nhục và tống tiền ông. Tôi khẳng định, trước đây cô D dùng ảnh này để dọa tôi có bằng chứng. Bản thân tôi cũng sẽ làm đơn và gửi những hình ảnh tin nhắn cho cơ quan công an tỉnh Ninh Bình để làm rõ về vụ việc này. Nguồn trên dẫn lời ông S. Về nguyên nhân dạn nứt tình cảm với cô D, ông S nói do phát hiện cô giáo này có tình cảm với người đàn ông khác. Cô ấy đã không thật lòng với tôi, nói dối tôi và sau đó lấy chồng vào hôm 20 Tết. Trước đó cô D cho biết trên báo VTC News, sau một thời gian yêu nhau do không hợp nên cô và người đàn ông tên Quy đã chia tay. Tuy nhiên, khi cô giáo này kết hôn với một người đồng nghiệp tại huyện Quan Sơn, những hình ảnh nhạy cảm mà cô và người yêu trước đó liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Bên cạnh những hình ảnh nhạy cảm, người này còn nói cô D làm gái bán dâm nhiễm HIV. Ngày 14 tháng 3, Trung tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ làm việc mà cô giáo D cung cấp, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu của hành vi vu khống làm nhục người khác. Công an huyện Quan Sơn sẽ tư vấn hướng dẫn cô D làm đơn để gửi đến công an, nơi đối tượng bị tình nghi là người tung ảnh nhạy cảm nói xấu cô D lên Facebook, đang thường trú để giải quyết theo quy định của pháp luật. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Hương Giang đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế vừa kết thúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người Việt Nam nói chung và người hâm mộ Hương Giang nói riêng. Người đẹp Hương Giang đã xuất hiện xuất vượt qua 28 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu. Tuy tham dự cuộc thi trên đất Thái Lan, cái nôi của phẫu thuật chuyển giới, phải đối đầu với các đối thủ mạnh như chủ nhà Thái Lan Josie Rinadan hay người đẹp Brazil, sự tỏa sáng và bản lĩnh của Hương Giang đã được hội đồng ban giám khảo và khán giả công nhận.
Hương Giang chưa bao giờ bị kém cạnh khi đứng bên cạnh người đẹp được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ của Thái Lan. Ngay từ khi bước chân vào cuộc thi hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang đã tỏ ra là thí sinh nổi bật và đầu tư công phu. Cô đã mang tới cuộc thi bộ trang phục dân tộc nặng 55 kg, được thiết kế vô cùng cầu kỳ và gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức và các thí sinh cùng tham gia. Trang phục truyền thống của Hương Giang do nhà thiết kế trẻ Ngô Mạnh Đông Đông thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen. Trong một cuộc phỏng vấn trong khuôn khổ cuộc thi trên sóng truyền hình Thái Lan, Hương Giang đều thể hiện được phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh và khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Nhưng có lẽ, thời điểm Hương Giang được tỏa sáng nhất trong hành trình hoa hậu chuyển giới quốc tế là phần trên sân khấu phần thi tài năng. Cô thể hiện xuất sắc ca khúc Hot Shot với giọng ca đẹp và phần biểu diễn vũ đạo điêu luyện. Người đẹp đã chiếm trọn tình cảm của khán giả Thái Lan và giành giải nhất trong phần thi này. Trước thềm đêm chung kết, Hương Giang càng nỗ lực hơn bao giờ hết. Cô thậm chí còn không dám ăn để giữ hình thể hoàn hảo. Và những cố gắng không ngừng nghỉ của Hương Giang đã không hoài phí. Người đẹp giành liền 3 giải thưởng phụ của cuộc thi, gồm người đẹp tài năng, người đẹp truyền thông và video tự giới thiệu được yêu thích nhất trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Trong phần thi ứng xử, Hương Giang tiếp tục hoàn thành xuất sắc và lựa chọn trả lời bằng tiếng mẹ đẻ, dù có khả năng nghe nói tiếng Anh trôi chảy. Khi được hỏi, nếu bạn có cơ hội làm một chiến dịch cho cộng đồng để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm chiến dịch như thế nào? Hương Giang cho biết, tôi sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Người chuyển giới luôn mong muốn được cuộc sống hạnh phúc và không bị kỳ thị. Và cô muốn quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Tất cả chúng ta sẽ làm nên một thế giới tốt đẹp. Màn đăng quang của Hương Giang là hoàn toàn xứng đáng với nhan sắc, tài năng và bản lĩnh của người đẹp. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Double tap wet visit. Gift set from Messine Cosmetics. Gift set from the Moon Female Hormone Enhancer by SK Clinics. And a flower bouquet by Flow Design Florist. Combination with modern amenities and friendly service in a tropical environment at Woodlands Hotel and Resort Pattaya for the duration of her reign and a lifetime access to this beautiful Tiffany Show Pattaya. And here is her trophy, the new Miss International Queen 2018 Miss Vietnam. You can take your first walk as Miss International Queen. Vượt qua nhiều ứng cử viên, Hương Giang Idol đã trở thành Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 trong đêm chung kết tổ chức vào tối mùng 7. Trong đêm chung kết tổ chức vào tối mùng 9 tháng 3 tại Thái Lan, clip khoảnh khắc Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới, Hương Giang Idol đã xúc động bật khóc khi trở thành tân Hoa hậu chuyển giới năm 2018. Tối mùng 9 tháng 3, chung kết Miss International Queens 2018, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Đêm chung kết được phát trực tiếp trên GMM25 của Thái Lan. Vượt qua 27 thí sinh chuyển giới đến từ các quốc gia, Hương Giang Idol chính thức trở thành tân hoa hậu chuyển giới năm 2018. Khoảnh khắc đăng quang của Hương Giang Idol, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Hương Giang Idol là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới năm nay. Trước đêm chung kết, cô đã đạt giải nhờ tài năng tiết mục nhảy và hát bài Hush Hush tại hôm thi bán kết. Trong những phần thi giao lưu và phỏng vấn trước đây, đại diện Việt Nam được đánh giá cao bởi sự tự tin và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên, tại đêm chung kết, ở cả hai phần thi ứng xử, Hương Giang đều nhờ phiên dịch. Trong phần thi ứng xử dành cho top 3, Hương Giang Idol đưa ra thông điệp mong muốn góp thêm tiếng nói, đem lại quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Phần trả lời ứng xử của người đẹp sinh năm 1991 được đánh giá nổi bật hơn so với đại diện Australia và chủ nhà Thái Lan. Chia sẻ sau đăng quang, Hương Giang Idol cho biết có bất ngờ nhưng không thể tin mình đã trở thành hoa hậu chuyển giới quốc tế. Sau đăng quang, cô hy vọng có thể làm được nhiều điều có ích hơn cho cộng đồng chuyển giới nói riêng và xã hội nói chung. Hai vị trí Á quân thuộc về đại diện Australia và Thái Lan, người đẹp chuyển giới Thái Lan Yoshirinada Thurapan nhận được sự đánh giá cao trước cuộc thi. Với ưu thế nước chủ nhà, Yoshirinada Thurapan được kỳ vọng giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, cô mất điểm ở phần thi ứng xử, chỉ giữ vị trí Á hậu 2. Đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới năm 2018 gồm các phần thi trang phục dân tộc, dạ hội, trình diễn bikini và ứng xử. Ngoài sân khấu hoành tráng, đêm chung kết bị nhiều người phản đối tiêu cực khi sân khấu liên tục bị chết sóng. Một điểm đáng tiếc nữa của đêm chung kết là sự thiếu vắng của đại diện Brazil ở top 3. Đại diện Brazil được khen là ứng cử viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu, tuy nhiên cô lại dừng chân ở top 6.
Hoạt động chuyển giới quốc tế được tổ chức lần đầu từ năm 2004 nhằm tôn vinh sắc đẹp của người chuyển giới trên toàn thế giới. Thái Lan là quốc gia có nhiều thí sinh giành ngôi vị hoa hậu nhất. Quốc gia này đã có 4 lần đăng quang, tiếp theo đó là Philippines với 2 lần giữ vị trí số 1. Cuộc thi được đánh giá mang ý nghĩa tinh thần đối với cộng đồng chuyển giới, đồng tính, song tính. Sau cuộc thi, nhiều người trong họ đã có những bước tiến nhất định tại ngành giải trí. Các bạn hãy đăng ký kênh.